Xin chào anh em, nói về đội chơi âm thanh của anh em VinFast VF9, nếu là số 2 thì ít ai nhận là số 1. Và đây là một minh chứng, một dàn nữa rất là khủng lên chiếc xe VinFast VF9. Ở đây chúng ta có gì? Con âm ly DSP, dòng Alpine Status, con này mã là HDPD90. Con này có giá là 60 triệu. Nó có cái gì? 12 kênh công suất đầu vào, 12 kênh công suất đầu ra, 2 kênh RCA cho subwoofer, tổng là 14 kênh. Nó có input Bluetooth, nó có đầu vào fiber digital, nó có đường vào coaxial. Nói chung là chơi con này thì giữ lại hết toàn bộ hệ thống nguyên bản của xe, tức là tất cả những tính năng nguyên bản gì ở xe thì nó giữ lại được. Đó, giá là 60 triệu. Con này nó có 12 kênh công suất rồi. Nếu để đẩy hai cái dàn hai guây, hai dàn ba guây xin lỗi, để đẩy hai dàn ba guây thì nó ok, không vấn đề gì. Nhưng mà hai cái dàn ba guây chúng ta đang sát ở đây công suất nó tương đối là cao. Vì thế ta sẽ trang bị thêm hai cái con class AB 4 kênh nữa của nhà Zamco, mã là Z150.4. Mã vàng hết số, hai con này mỗi con có giá là 34 triệu. Subwoofer ta sử dụng con Poco Utopia M. Và âm ly mono đẩy sub là con Z1100 Class AB nữa của Zapco. Con này có giá là 29 triệu 8 rồi vào 30 triệu. Hệ thống nguồn con này chúng ta có con tụ NRG. Và bây giờ là đến 12 loa xung quanh xe. Thì anh khác chơi hai dàn ba guây. Một dàn là Elite Carbon 63A có giá là 70 triệu. Dàn sau chơi Elite, dàn sau chơi cái bộ Hybrid ba guây có giá là 35 triệu. Đây anh em thấy này. Anh em nào chơi Morel thì anh em sẽ thấy là cái độ hoàn thiện, chi tiết hoàn thiện của nhà Morel rất là đỉnh cao. Nhìn thích mắt, độ hoàn thiện của nó quá là tinh xảo. Nhìn là muốn mua, sao là thấy thích. Này. Đấy. Đó, thì ở trên xe này hai cái dàn ba guây như thế này và con subwoofer tất cả sẽ được lắp hết vào vị trí zin nguyên bản của xe, kể cả con subwoofer. Subwoofer thì chúng tôi SK Workshop sản xuất ra cái thùng súp bán rất là nhiều cho VinFast VF9, thùng súp đủ lít lắp vào vị trí zin, oánh tiếng bass rất là sâu, phù hợp với súp đuôi dài và đuôi ngắn. Còn hai dàn ba guây này thì lắp hết vào vị trí OEM của xe. Nói đến đây thì anh em có một số anh em chơi âm thanh sẽ nói rằng hơi phí tiền, bởi vì là lên dàn như thế này rồi mà không lên cột A thì tương đối là phí. Nhưng mà thực ra anh em cũng phải tôn trọng cách chơi của người khác. Ai cũng biết rằng lên cột A, mid-tap lên cột A thì sân khấu rất là tốt, nhưng mà không phải là ai cũng thích. Và một cái dàn như thế này thay đổi toàn bộ hệ thống âm thanh của xe như thế này, lên mà bảo không hay, mấy trăm triệu vào trong xe lên mà bảo không hay thì nó là không đúng. Đây là cách chơi mỗi người thôi. Có người thì thích show ra, có người thì thích, ví dụ anh chủ này chẳng hạn, lắp hết vào vị trí zin của anh không muốn thấy bất cứ một cái gì thò ra cả. Đấy, tất cả những cái thiết bị này được lắp ở đằng sau cốp. Khi mà lắp đặt xong thì sẽ đóng kín xuống và không lộ cái gì ra. Thì đấy là cách chơi của mỗi người thôi. Mỗi người có một cái cách chơi khác nhau. Người thì muốn chơi surround, người thì muốn sân khấu, mưa, người thì muốn nâng cấp tổng thể cái dàn âm thanh của mình. Thì ở đây chúng ta phục vụ nhu cầu của từng người thôi. Ngoài ra thì cái hệ thống âm thanh như thế này, chúng ta có thể chơi một dàn khác cũng tương tự. Ví dụ chúng ta thay con này bằng con DSP Helix cũng được. Hai con 4 kênh của Zapco này ta thay bằng con C4 của Helix cũng được. Con Zapco vàng kia chúng ta cũng có thể thay bằng con C1 của Helix cũng được. Ngoài ra thì hai cái dàn ba guây Morel, ai không thích Morel thì có thể chơi Foco, Utopia M hoặc là K2M cũng đều được cả. Thì mỗi người có một cách chơi, mỗi người có một cách hưởng thụ khác nhau và mỗi người thích một thương hiệu khác nhau. Ngoài ra thì để lên cái dàn âm thanh như thế này, chúng ta phải làm cách âm chống ồn cho xe rất là cẩn thận. Chiếc xe này là con VinFast VF9 bản Eco, không có cửa sổ trời. Và chiếc xe này chúng tôi rất tự tin làm cái cách âm chống ồn full xe. Gói này tôi làm 40 triệu nhưng mà ra ngoài đường sẽ giảm được từ 4 đến 8 decibel. Chắc chắn một điều là như thế, bởi vì chúng tôi đã thi công tương đối là nhiều xe như vậy. Và ngoài ra thì chúng ta còn cái gì nữa? Trên hệ thống xe này thì hệ thống nguồn cũng là một cái rất là đáng nói. Có rất là nhiều video tôi đã nói rồi, hệ thống nguồn chúng tôi đi cực kỳ an toàn và độc lập hoàn toàn so với hệ thống điện điều khiển của xe và giữ lại toàn bộ những cái tính năng zin nguyên bản của xe, cam kết là không đụng chạm gì đến cái tính năng nguyên bản của xe hay là làm ảnh hưởng gì đến cái chế độ bảo hành của anh em. Anh em ra hãng đúng không ạ? Ngắt cái nguồn điện của chúng ta ra, không lấy bình ắc quy, không lấy nguồn điện từ bình ắc quy là tất cả mọi thứ lại trở về nguyên bản, không có cái vấn đề gì liên quan đến là bảo hành hay là liên quan đến ảnh hưởng đến vận hành hệ thống của xe. Đó là cách mà chúng tôi làm việc, mà tất cả những video tôi đã show cho anh em rất là nhiều rồi. Ở video này thì tôi nói ngắn thôi để chia sẻ với anh em những cái cấu hình mà anh em có thể chọn lên cho VinFast VF9 tầm 300 triệu, 500 triệu đến 700 triệu.
lên 1 tỷ cũng có. Anh em chỉ cần chơi 2 con 4 kênh của Micro Precision thôi cũng rơi vào gần 700 triệu hai con đó rồi. Để thế thì chơi tầm nào chúng ta sẽ có những cái ví dụ ở tầm đấy, có những cái cấu hình để cho anh em mình lên phù hợp với lại cái cách chơi của mình mà hiệu quả nhất. Rồi, xin phép dừng video tại đây. Cảm ơn anh em. Chào tạm biệt.